Hello, chào Kim. Trong cái video này thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập về đồng phân, cách viết đồng phân và gọi tên của các cái ancan khác. Thế thì ví dụ như là chúng ta yêu cầu là viết cái công thức cấu tạo và gọi tên các ancan có công thức phân tử là C4 khác H10 đi, ví dụ chẳng hạn. Thì các bạn sẽ viết thế nào? Như vậy trước tiên đó thì chúng ta lưu ý rằng là gì, đối với ancan thì nó sẽ có đồng phân, chỉ có đồng phân mạch carbon thôi. Ok, thế thì ở đây là 4 carbon thì các bạn dễ dàng chúng ta vẽ như thế này thì đó là cái đồng phân đầu tiên. Sau đó các bạn giảm mạch xuống mạch 4, xong rồi giờ tới mạch 3 ví dụ chẳng hạn. Ok, mạch 3 đây. Ok, mạch 3 thì nó có một nhánh đúng không các bạn? Đấy, bây giờ gọi tên cái này, cái này là 4 carbon cho nên gọi là gì các bạn? Đó là butan. Ok, thế thì 4 carbon thì các bạn biết rồi, chuyển sang tên butan. Ok, con này gọi là gì các bạn? Còn cái này đó thì các bạn đánh số thôi, ví dụ đây là 1, đây là 2, là 3, như vậy đây là 2 metin. Ok, proban thì chúng ta có thể gọi tên như vậy, 2 metin proban. Ok, ở đây nó viết isobutan thì đó là một cái cách gọi tên thông thường. Ok, hoặc chúng ta có thể viết là 2 metin proban hoặc ok 2 metin proban. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Rồi, đó là C4 10, như vậy là chúng ta viết mạch 4 trước rồi đến mạch 3. Như vậy rõ ràng là chúng ta đã viết được hai cái đồng phân cấu tạo của C4 10. Ok, ngoài ra cái đối với C4 10 thì nó không còn đồng phân nào khác. Thế thì bây giờ nâng lên. Đấy, C5 chẳng hạn C5 là H mấy các bạn? CnHn cộng 2 nhỏ C5H12. Ok, như vậy chúng ta cũng làm tương tự. Đấy, mạch dài nhất là mạch 5 carbon. Ok, 5 carbon đây, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi sau đó làm gì các bạn? Mạch ngắn hơn, 4 carbon. 4 carbon thì có một nhánh ha, nhánh ở chỗ này. Ok, rồi ngắn hơn nữa thì đó là 3 carbon, ví dụ thế nào? 3 carbon thì bây giờ còn mấy nhánh các bạn? 2 nhánh, 2 nhánh các bạn viết đây. Ok, rồi bây giờ gọi tên. Thế thì cái này là gì các bạn? 5 carbon thì chính là bên bên tên. Ok, đấy, con này các bạn đánh số thôi, đánh số từ phía nào, từ phía nào gần cái nhánh hơn. Ok, trước tiên là có chọn mạch chính là mạch dài nhất đây, sau đó đánh số từ phía nào gần nhánh hơn. Ví dụ ta đánh từ phía bên này qua thì nhánh nó vị trí số 2, cho nên cái này sẽ gọi là gì? 2 metin. Ok, butan. Ok, rồi bây giờ cái trường hợp này thì chúng ta gọi là cái gì? Thì các bạn đánh số thôi à. Mạch chính là mạch dài nhất, ở đây có 3 con, dù đây là 1 này, đây là 2, đây là 3. Okay, thì tại vị trí số 2 này thì các bạn thấy là gì? Có hai cái nhánh metin, cho nên ta viết là 2,2. Ok, đi metin. Ok, rồi gì nữa? Mạch chính là 3 carbon thì đó là proban. Một số cái từ liên quan đến cái số nhóm thì các bạn lưu ý là 1 là mono, 2 là đi, ok, 3 là tri, 4 là tetra, 5 là penta, vân vân. Rồi bây giờ giả dụ như người ta yêu cầu các bạn là gọi cho trường hợp của C6 thì hát máy các bạn, 6 x 2 12 cộng 2 là 14. Okay, C6 hát 14. Thế thì bây giờ các bạn viết, yêu cầu viết đồng phân và gọi tên thì các bạn cũng vẽ mạch dài nhất là mạch máy 6 carbon thôi. Okay, 6 carbon. Sau đó là tới mạch 5 carbon. 5 carbon thì có mấy nhánh các bạn? Một nhánh.
Một nhánh thì các bạn có thể đặt chỗ này, hoặc là cũng có thể đặt chỗ này ha, nó khác nhau, cho nên là chúng ta đặt 5 thì có thể các bạn đặt chỗ này, ok. Chứ còn chỗ này thì nó trùng với này, ok. Cho nên mặt 5 thì các em có hai đồng phân như vậy. Bây giờ mặt 4, mặt 4 thì thế nào? Đây, mặt 4 rồi. Mặt 4 thì có hai nhánh các bạn. Hai nhánh thì hoặc là một nhánh chỗ này, một nhánh chỗ này, ok. Hoặc là mặt 4 thì vẫn còn đúng không? Mặt 4 thì các bạn có thể viết hai nhánh nó như này, ok. Rồi. Vậy còn cách nào nữa không ạ? Hết rồi ha. Vậy chúng ta có 1 2 3 4 5 đồng phân. Ok. Thì đó là mặt 4 à, ok. Thế bây giờ gọi tên thế nào? Cái này 6 carbon thì là gì các bạn? Hexan. Ok. Còn này là gì? Đánh số từ phía nào? Trong mặt chính là mặt dài nhất này. 5 carbon đây. Ok. Đánh số từ phía nào gần nhánh hơn. Nhưng mà ta đến 1 này, 2 này. Như vậy nhánh ở vị trí số 2. Như vậy ta sẽ đọc là gì? 2. Có một cái nhánh methyl. Ok. 5 carbon như vậy là benta. Ok. Tương tự như vậy, cái đây các bạn đánh số từ bên trái qua bên phải qua đều được. 1, 2, 3 thôi. Như vậy ta có 3. Như các bạn methyl. Ok. Benta. Đấy, 3 methyl beta. Còn đối chất này các bạn cũng đánh số tương tự 1, 2, 3, 4. Như vậy tại vị trí số 2 có một nhánh, tại vị trí số 3 có một nhánh. Như vậy ta có 2, 3. Đi gì các bạn? Methyl, đó là nhánh methyl. Mặt chính là 4 carbon và là buton. Ok. Tương tự như vậy trong hợp này, đánh số là 1, 2, 3, 4. Ok. Thì tại vị trí số 2 có hai nhánh methyl đúng các bạn. Như vậy có nghĩa là 2,2, tức là vị trí số 2 có hai nhánh methyl. Đi methyl. Mặt chính là 4 carbon. Ok. 4 carbon thì đó chính là bu gì các bạn? Butan. Đấy, như vậy các bạn sẽ có những cái cách viết đồng phân như thế à. Như vậy tóm lại để viết đồng phân của anh Can thì trước tiên các bạn cứ viết mặt. Nó chỉ có đồng phân mặt carbon thôi. Cho nên viết mặt dài nhất. Rồi sau đó thu gọn lại ha. Dùng mặt 4, mặt 3, rồi hoặc là mặt 5 này. Mặt 4, mặt 3. Ok. Mặt 6 này. Mặt 5 này. Rồi tới mặt 4 này. Ok. Còn trong hợp này chúng ta không có nói đến mặt 3, bởi vì đây đó. Nếu mà xét carbon như thế này đó. Thì đây 1, 2, 3, 4 thì đây cũng là mặt 3 đây rồi. Ok. Ra đây rồi. Cho nên chúng ta có được là các đồng phân như thế. Ok các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong về cái cách viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân của các anh can. Rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye.